tháng 4 thì tháng 4 62. Nè, Nguyễn Thị Xia 62 tuổi, giá chữ quyền của con. Là giá mẹ Quan Âm của con, Quan Thế Âm Bồ Tát của con, Nam Mô Đà Phật. Ngày 61 là trước Tết đó mẹ. 61 tuổi nè. Đáng lẽ 60 đổ nợ đổ nằm chết mà không chết được qua 61. Bữa nay nha, gặp chị hết bệnh luôn. Chỉ là con người tư tỉnh lại là chút nữa giái mẹ. Giái mẹ là một, giái cửu quyền là hai, cửu quyền mình là trên hết. Là mẹ bề trên là giái. Bữa nay nhẹ người giái chiều nay ngủ vậy. Đây kia. Con nay nhiêu tuổi? Hả? 33. Này nghe Út em à? Nghe lớn. Nếu có chồng là 22, mà nay 33. Rồi con có gia đình chưa? Chưa. Rồi 22 tuổi, lúc 19 tháng 1, 22 là 2. Hai cái cơ hội đó lấy chồng không lấy, bị tính ở chứ mấy gì mà không ở được con. Bây giờ này, có chồng vô phước thì chồng cũng lo, nhưng mà người khác cái tình cái nghĩa nó lo, đâu có ở hoài được. Mai mốt ở là mai mốt tới cái người mà có vợ rồi họ ra đây cái họ vừa ý họ thâu vợ, hai đứa con có hốt tà nên phải lấy chồng. Cái đó tao nói thiệt. Mày nói không quên tâm biết mà không phải lấy chồng. Bây giờ nếu con lấy chồng sớm là con phải thôi. Nhưng mà hồi trước kia cái thằng kia nó lùng lùng nước da ngâm ngâm, nó thương con. Nếu con gặp thằng đó con cũng thôi. Mà tình cảm bạn bè thì có nhiều lắm, nhưng có cũng thôi. Bây giờ lấy dụ người ta đi nói con. Bây giờ con lỡ hai lần đi. Má mà con gặp cũng thôi. Thì bà nói cuối cùng cũng không biết. Bây giờ bắt đầu lấy chồng. Lấy chồng người đó ta lỡ đi. Nhưng nãy ta nói vậy, gặp họ phải hốt. Bây giờ không có còn phải là thanh niên, nhưng mà người ta đã lỡ duyên rồi. Chút là cái nợ của mình, là cái nợ của mình đó. Bây giờ tôi nếu con lấy chồng được con cũng lấy chồng. Hồi đó má mày tính nè, tính gả cho mày cái thằng kia cũng theo người ta thấy được tính gả. Ở con không được, thấy không? Bây giờ con bắt lòng lấy chồng, người đó không có duyên nợ với mình. Nhưng mà ngày hôm nay người đó đã lỡ duyên. Có một đời vợ hoặc tỷ nhưng có một mối tình dở dang ở mới được. Chúng ta phải lấy chồng, mang sau này